Xin chào mọi người nha. Video tiếp theo ngày hôm nay của mình lại đi cùng chú đến Hà Nội Computer để mua máy tính, để thay đổi cái máy tính cũ nhà, vì cái máy tính của chú là làm việc quá tải rồi, đã phàn nàn rất là lâu rồi. Chuyên đồ họa nhỉ. Con này là 9 triệu. Nó là dòng chuyên đồ họa. Cái giải màu nó rất là cao. Màu nó chuẩn. Còn con này thì nó chỉ là kiểu màn hình ảnh cơ bản thôi. Cái màu sắc ấy, thì nó vẫn là rất là mịn rồi, nhưng mà nó không phải cái màu chuyên đồ họa nó màu chuẩn không này được. Cái giải màu thì nó rất là mức mịn. Thế nhưng mà đấy, màu thì không chuẩn. Hay có chỉnh màu lòng 99% này. Con này thì về mình có thể là mình cân màu lại. Thì như anh không, nhưng anh bảo từ đầu thì anh bảo là không cần chứ là cái cây kìa. Nhưng mà 2K thì nó phải giá này ấy nhé. Hay là bây giờ mình lấy Full HD thôi. Có thay đổi không? Full HD này. Hả? Full HD thôi. Em lấy 2K hay Full HD? Full HD thì nó cũng bởi vì em không render màu nhiều. Mình em không ép màu, em không ép màu nhiều thì edit video không thôi mà. Không can thiệp màu. Không cần phải màu chuẩn. Đúng rồi. Không phải độ nét cao không? Một màu chuẩn thì lấy một máy ở nhà rồi, một máy ở nhà mình có một màn chuẩn rồi. Full HD 27 inch nhé. Nhưng mà anh chỉ có nâng lên 3060 thôi ấy. Nó không tạo ra sự khác biệt mấy đâu. Anh lên hẳn 3070 thôi. Đấy thì nó đang vượt tiền, là nó lý do của con 3070 này giá rất là cao. Con này đang là 25 triệu. Cái thời điểm anh mua thì cái thời điểm đấy là cái lúc mà linh kiện PC gần như là rẻ nhất luôn. Đấy. Là mình tích được một con 2060 Super và i7 chỉ tầm giá đấy thôi, còn cả con màn chưa mua lại nữa. Còn thời điểm này anh mua nó tăng giá do sốt Bitcoin đấy. Thế thời điểm này là nó có hạ rồi, cái đợt mà tầm tháng 3, tháng 4 là giá linh kiện nó cao nhất của con này nó phải rơi vào tầm 37, 38 triệu thôi. Thì bây giờ nó nào là 25 triệu thì cũng không hẳn là rẻ. Chiếc con của anh, con cũ nào là bao nhiêu? Anh xem lại cái đấy, đúng mà nghĩ con đấy thì vậy. Con này 2060 Super anh mua thời điểm đấy là 11.7 triệu, cực kỳ rẻ. Bằng này là cái chức năng nó hiệu năng nhé. Thì
Z 590 nhé, GB nhé, RAM 32GB. Cái này là SSD 1T nhé. Em muốn anh dùng luôn cái SSD 1T, lý do là vì nó có nhiều yếu tố. Bây giờ anh sử dụng, có thể ngày trước là anh render hay là anh edit ấy. Cái file đấy anh lưu ở HDD. Bây giờ mình lưu sang SSD, em nghĩ là có phải khác nhỉ? Có anh cạc 3070 này. Nguồn này là nguồn 720W này nhé, thì đang cũng tốt cái linh kiện này rồi. Và nó là chuẩn 80 plus platinum thì nó bảo vệ linh kiện sẽ rất là tốt. Mặc dù mình sử dụng chúng cao, nó sẽ bảo vệ nó với linh kiện rất là tốt. Cái vỏ này thì vỏ giá bình dân, nhưng mà nó lắp được hết cái linh kiện của anh. Hình thức cơ bản, tảng chip này, một cái quạt xung quanh này, như là màn hình cơ bản, màn hình 27 LED, không đủ này. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy một cái vỏ máy tính khủng này luôn. Nhìn như con trâu ấy nhỉ? Ao ước. Đến là mình không cơ rồi, cái gì cũng có. Ở đây không thiếu cái gì mà lại nhìn không có rời mắt. Đây, di chuyển như nhìn như kiểu ô tô nhỉ? Quay ra bạn xem bên này khủng hơn nữa. Đây. Cái này không biết bằng mấy thùng mì tôm của anh em đem lên bản. Quan trọng. Đây này. Đây còn đây là cây máy tính hình dạng quả cầu. Đây là những cái chống bảo hiểm không? Cái này giống như kiểu là ấy nhé. Người ngoài hành tinh. À đây này còn có cái hình xoắn này. Nhiều hình thù lạ. Mít nhỉ. Nhìn cái nào đây, bộ này còn ngồi edit video gì chơi game nó kiểu luôn. Đi nghe mình có thể lên trên tầng xem là có gì không, đây khá là rộng ấy. Sao thế? Ủa? Cái này là chuẩn mặt. Có hết cả anh em phải đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Hơn 2 tiếng ấy chứ. Hơn 2 tiếng nhỉ. Căn bản là nhiều đồ thiết bị công nghệ. Bây giờ còn chưa xong việc ấy, hiện tại là còn phải đi làm một số thủ tục nữa. Chưa chắc đã xong đâu. Bạn là tư vấn ở dưới. À, bạn này hướng dẫn lên đây. À vâng. À, trên này bọn em bán là còn cây. Cây cái đồ em đặt nó ra. À, anh đặt cây trước rồi, anh có cây rồi. Rồi rồi. Thiếu ơi. Chả thấy bạn nào đưa cả. Em tên là Tú, Vi Văn Tú. Thanh toán. Anh Tú đúng rồi, tôi là 235. Anh đọc khoảng số điện thoại cho em. 37, 23, 35. Anh nhờ em mang những cả pin cho anh đúng không? Xong hết rồi, bây giờ anh cầm về luôn, không hay là có cần lên. Có cần phiếu gì không? Để anh xuống bảo. Không cần phiếu. Cây của anh vẫn lên này anh. Em tháo cạc ra luôn. Chưa cạc anh cạc anh như thế được. Hôm trước cặp pin anh nó còn lên xong rồi. Hôm sau nó lại bị ấy. Lên xong rồi.
tầm màn này thì anh em mới làm edit video được không ạ? Đúng rồi. Em ngồi máy lâu nhiều mắt không, hiện tại là một con 4K ở nhà rồi, hiện tại con này là 27 inch là ok rồi. Có kênh cái bản thì trong cái tần suất làm video quá lớn nên là phải đầu tư thêm một con trâu cày nữa. À, nói chung là anh em đã set up được tất cả những cái đồ để trong cái phụ kiện để tiếp tục những cái hành trình video tiếp theo cho mọi người cùng xem. Thì ngày hôm nay cuối cùng là anh em cũng đã set up đồ xong để đi về. Ngày hôm nay cũng là cả quá trình cảm ơn mọi người đã xem video của mình với những cái hậu trường để thực hiện cái thước phim tốt nhất dành cho khán giả để xem. Thứ nhất là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn cùng xem video của mình. Kết cái bộ chimmer bán đất thì đấy, để không có nào. Đây, không biết có cả chế độ dung các kiểu rồi.